Yes. Alo, vâng, chúng ta cùng tiếp tục đến với xe đấu thứ 9 rồi. 8 xe đấu đã trôi qua và tổng tỷ số về xe đang là 6-2. Tỷ số có thể nói là vâng, tưởng chừng có phần hơi choáng váng đối với những ai hâm mộ BB và cầu thủ No.1. Nhưng theo dõi màn hình thì các bạn có thể thấy được nó là cái điều hiển nhiên. Mặc dù là quân bài thì có phần lọc lá dành cho bên lớp và cầu thủ ăn đi thật, nhưng phải nói rằng hôm nay BB và No.1 không có phong độ tốt, đặc biệt là cầu thủ No.1. Ra cũng theo dõi màn hình máy của cầu thủ bên lớp người cầm Maxe, và còn lại là Babylon đến từ cầu thủ ăn đi. Ở phía bên kia có một Summer, một gì nữa thì tôi cũng chưa rõ. Vậy là Summer và Pearl thì phải, theo thông tin báo về của khán giả là một Summer và một Pearl. No.1 là người cầm Pearl, còn Summer là của cầu thủ BB. Cắm cờ rất nhanh, những thao tác sau khi đi ăn về vẫn đang còn rất luôn. Đã là xe đấu thứ 9 rồi. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Game TV trên 4 kênh sóng, vâng, từ kênh 1 đến kênh 4 đều là tường thuật trực tiếp. Yes. Dường như ở đâu đó có một pha Kenne. Vâng, đang có tình huống tranh cãi. Đâu đó có những tình huống tranh cãi. Vâng, BB cũng là người đã chủ động đèn dần. Nói chung là cái luật thực sự là nó cũng không rõ ràng cho lắm ở trong những cái tình huống kiểu như vừa rồi. BB là người vẩy e. Trong khi Gunny đang câu voi thì BB là người vậy chủ động vẩy e phía trước chặn. Nói chung là fair play một tí thì cả hai bên đều như nhau thôi. À, chốt lại một câu là dễ người thì dễ ta và khó người thì khó ta thôi. Đen dần đi, lần sau có cái gì tranh chấp thì đến lại đến lượt vâng các cầu thủ còn lại phải đen dần. Và những tình huống gây chú ý như kiểu vừa rồi sẽ là những vâng clip đáng lưu lại và những trận thi đấu cũng như là những pha có thể nói là tự ra đưa ra cái luật về sau thôi. Bây giờ thì trả dần và lên đời 2-3 ông dần dành cho cầu thủ gắn đi. Bên lớp là người cầm Maxe, chúng ta cùng xem màn hình máy thủ bên lớp rồi. 25 đến từ Maxe của thủ bên lớp. Oh.
Vâng, chuẩn bị lên đời xong và chuẩn bị đóng nhà điều kiện. Maxe là tương đối khung, nhưng nghẹt một nỗi là bãi vàng là ở phía ngoài. Nhưng dù sao thì cũng có chiếc BL bảo kê được phần nào đó. Như vậy là BB là người lên đời muộn nhất. Muộn nhất ở đội 1. Như vậy là 15x ở bài này dành cho Maxe của cầu thủ vết lớp. Chủ động đánh 25 nông dân 1L, sau đó thì nâng cấp chặt gỗ và đóng y đóng ruộng. Chỉ là như vậy thôi, có lẽ là chỉ là như vậy thôi. Rất khó bế và test lại nếu thấy cần thiết. Đang cho nông dân đi ra đi vào nếu thấy cần thiết. Vâng, ra ruộng ở phía trong. Kéo nông dân về, ra ruộng phía trong nhà. Vẫn còn nông dân lang thang phía ngoài ăn quả. Cho ngược lại phía này ăn quả thì là hợp lý hơn. Sau đó thì chốt E. Đang tiếp tục hy sinh một nông dân tiếp theo. Và những cái sự nằm xuống đó là cao cả và đáng ghi nhận. Cẩn thận và nhanh tay trong tình huống này, ngựa giò sẽ tới ngay thôi. Đúng là như vậy. Đang bãi vàng này tôi vẫn nghi ngờ. Có dấu hiệu nghi ngờ đến từ bãi vàng. Đây là màn hình máy cầu thủ nô 1 cầm pơ. Như vậy là pơ 2L bắt đều tương đối căng. Ngăn đi sao chúng ta cũng xem. 24 23 nông dân và cũng đánh chém bài này thôi. Từ một bài đánh, vâng, có lẽ là định đánh cung nhưng có một pha tranh cãi và sau đó thì chuyển sang bài đánh chém. Cũng không sao cả, các bạn cũng đang thắc mắc và cũng đang có khá nhiều tranh cãi trên khung chat. Thực chất ra thì như tôi nói thì dễ khó người thì khó ta và dễ người thì dễ ta thôi. Sau tình huống này thì từ những trận đấu khác thì nó lại khác đi. Thế thôi, đơn giản là thế thôi, chúng ta không nên tranh cãi nhiều cái vấn đề đó. Bây giờ tiếp tục đến màn hình máy của nguyên thủ Vâng Vê Lớp. Vâng, như vậy là con đi đá ra. Tạm thời là thủ được tên này. Ô, ở đâu ra thằng dân vừa rồi không biết. Vâng, cắm y thứ hai. Vẫn 3 nông dân vàng, nhưng cùng giờ thủ BB sẽ mang ra và bắn tên này thôi. Không biết đâu đó trên đỉnh 12 giờ có bãi vàng đấy không, chúng ta cùng xem. Summerian đến từ thủ BB đã không được nhà. Vâng, chưa có công, nhưng đã có một lượt giáp, và sau đó thì một cái chiêng 3. Vác y sang thủ hộ cho thủ Gandhi, trong khi Gandhi đang bị đi là tương đối giáp. Màn hình máy của thủ Gandhi phải bắt buộc phải vác những con lạc đà ra triển. Nhưng đây là một tình huống mà thủ Gandhi đang có lợi trước Persian. Nhanh tay tên này, vẩy E là cực kỳ nhanh, nhưng cần phải đóng đi. Vâng, vẩy xong thì phải đóng. Đầu một đang yếu trước game thủ Gandhi trong tình huống này. Liên tiếp bò nhà một cách rủi vào. Nông dân không có bánh xe đến từ thủ đầu 1, nông dân Persian. Maxe đến từ game thủ bên nước cũng không có bánh xe. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Như vậy là tạm thời hy sinh và mất một chút nông dân. Sẽ bị bắn bo nhỏ trong tuần này. Tiếp tục đến màn hình máy thủ bên lớp xem y đã chảy đến đâu rồi. Như vậy là y 26. Bây giờ thì vừa phải bảo vệ bãi vàng và vừa phải đẩy y đi. Vâng, chưa có công cho những con y. Đó là điều hơi đáng tiếc khi mà lực đang là hơi yếu. Nhưng đây là một điều bắt buộc. Gandhi đang bị tụt tham một cách thảm hại. Nhưng có lẽ là tôi không muốn xem Gandhi thời điểm này. Vâng, cái tham tụt tôi không muốn xem. Đơn giản là vì đó là những cái tình huống mà không thể chống đỡ. Bây giờ thì bị bắn vàng.
À, tôi biết cái bãi vàng này mà. Vâng, nó lọt. Bây giờ thì đứng ở bên ngoài vây lại bãi vàng. Và vừa phải thốc chém nữa. Nâng cấp cái công gì không? Như vậy là nâng cấp đào vàng thôi. Gunny tham lai còn lại 13. Nhưng mà Gunny tạm thời đang ôm bom được game thủ nó 1. Có bánh xe. Đơn giản là như vậy thôi. Hết gỗ rồi. Vâng, chả làm gì được cái bài này khi mà hết gỗ. Nông dân thì chạy lông nhông, sau đó tụt vào nhà game thủ bên lớp. Bên lớp vẫn đang còn khá nhiều đất đóng ruộng ở phía trong. Thôi, lọt nhà mất rồi. Và Maxi đang khung thì lại bị lọt nhà. Rất đáng tiếc. Và Gani đi sai rồi. 1-0 ở trong xe đấu thứ 9 dành cho game thủ Gani. À xin lỗi bạn, game thủ BB và game thủ đó 1.